phải gánh vác trọng trách của gia đình. Nào là con cái, nào là chuyện nhà cửa. Bây giờ tôi chết không ông? Ai lo cho con cái chúng ta? Ai lo cho gia đình? Thôi thì vì tình nghĩa vợ chồng, tôi hứa với ông một điều. Tôi sẽ đưa tiễn ông đến tận bờ biển. Còn chuyện qua luôn bên kia thế giới thì không được. Nhưng mà tôi sẽ đưa ông đến tận bờ biển. Và tôi phải trở về tôi lo cho con cái chúng ta, gia đình chúng ta. Và bà hai chảy nước mắt, khóc và lui ra. Không chừng già hết rồi, bây giờ còn có bà cả thôi. Và gọi cái bà cả vào trong phòng và nói với bà cả là, và nhìn thấy bà cả thểu não rách nát, tiều tụy, xấu xí, gầy gò ốm o, và hỏi bà cả một cách lạnh nhạt: bà có sẵn sàng chết cho tôi không? Và bà cả khóc và nói rằng là: ta là vợ chồng rồi, sao ông còn hỏi như thế? Ông đâu từ đó? Tôi sẵn sàng chết với ông, tôi sẵn sàng qua bên kia thế giới với ông. Và lúc bây giờ ông trưởng giả này mới sinh tâm hối hận khi nghe bà cả đáp như vậy. Ông trưởng giả hối hận quá mức. Ông trưởng giả bảo: trời ơi, nếu mình biết một người vợ chung thủy như vậy á, thì trong cái lúc sinh tiền mình đâu có lo lắng gì cho hai cái cô một bạc tư ba cái chí. Bao nhiêu tiền của bao nhiêu gì mình chăm sóc cho cái bà cả này, bây giờ mình được nhờ rồi. Nếu mà mình chăm sóc cho bà cả thì bà cả sẽ xinh đẹp, sẽ tốt tươi, sẽ khỏe mạnh. Thì bà cả như vậy qua bên kia thế giới với mình thì mình thật hạnh phúc. Còn giờ đây mình vác qua bên kia thế giới với mình một cái bà cả ốm o, tiều tụy, rách nát, xấu xí, gầy hòm, thiệt là suối quẩy. Cho nên ông trưởng giả này đau khổ quá, rồi tức tưởi mà chết. Thế thì khi Đức Phật kể câu chuyện nói trên, và rồi Đức Phật hỏi mọi người rằng là: ông trưởng giả đó có đáng cười không? Và tất cả mọi người đều bảo ông trưởng giả nó thật là dại khờ. Và Đức Phật bảo: ông trưởng giả đó là ai? Chính mình đấy. Mỗi người chúng ta đây là một ông trưởng giả. Mỗi người đều có bốn bà vợ. Thế thì tại sao vậy? Thế Đức Phật giải thích như vậy. Trước hết là cái cô Tư. Cái cô Tư mà ông trưởng giả, tức là chính mình ấy, thương yêu vô cùng, đi đâu cũng vác theo, không bao giờ rời trong giây phút, không bao giờ rời trong gang tấc. Cô Tư đó là ai? Tư đó là cái hình hài này của mình này, cái thân này của mình này, đi đâu cũng vác theo. Mà trang điểm cho cô Tư kỹ lắm, đủ thứ, phấn son, rồi dầu thơm, đủ thứ quần áo, y phục, thuốc trang điểm, đủ thứ trang điểm cho cô Tư đi đâu. Nếu cô Tư mà hơi bệnh hoạn, hay là hơi yếu, hay là hơi không được tươi tốt, là mình không dám đi đâu. Đó, mình chỉ có đi với một cô Tư hết sức là lộng lẫy thì mình mới đi. Đó. Thế thì mình không khi nào rời cô Tư, có bao nhiêu tiền bạc lo cho cái cô Tư này. Nhưng mà khi mình chết đi á, thì cái thân xác này được chôn vùi dưới 3 tấc đất, mình đâu có đem theo được đi qua bên kia cái thế giới với cái thân xác này đâu. Cái thân xác này vứt lại, mà mình lo cho nó cả một đời, nó rốt cuộc mình không mang đi được. Thế còn cô ba đó là ai? Cô ba bội bạc mà nhiều kẻ mê mà sẽ tay giá đó là ai? Cô cái của mình ấy, cái nhẫn kim cương mình đeo, cái dây hột xoàn ở trên cổ mình, cái xe hơi tối tân của mình, cái nhà đẹp của mình, mọi thứ tài sản của mình. Nhiều người ta thích lắm, mà khi mình chết rồi kẻ khác nó xài, đó gọi là tay giá. Cái nhẫn kim cương mà mình yêu dấu trong đời, mình dành dụng mãi mình mới mua được, khi mình chết đi người khác đeo, tức là đổi chủ, có nghĩa là tay giá. Mà nhiều người khao khát, nhiều người thích, tức là tay giá. Liệu mình chết mình có đem theo cái nhẫn của mình hằng thích yêu mến không? Có người nào mà mới sinh ra đời, một đứa bé còn con mới sinh ra đời, cái trên tay có sẵn chiếc nhẫn không? Mình đâu có thể nào là mình bảo chết ở kiếp sau mang theo cái nhẫn này, hay mang theo cái xe của mình, hay là mang theo cái nhà của mình được đâu. Mình không mang theo được, kẻ khác sẽ hưởng. Đó là nghĩa của tay giá. Nhưng mà trong suốt một đời sống của mình chỉ lo tô điểm cho hai cái đó, cái thân này với lại những cái sản vật đó, mà hai thứ cuối cùng đời mình không mang theo được. Còn cái bà hai mà tử tế mà sẽ đi theo ông trưởng giả tới tận bờ biển và về lo công việc nhà, công việc cửa, đó là ai? Là bà vợ thực sự của mình ở cuộc đời. Thì người vợ dù có thương chồng cách mấy cũng thể theo chồng qua bên kia thế giới được, chỉ tiễn tới bờ biển thôi.
Rồi cũng phải về lo nhà, lo cửa chứ, lo con, lo cái chứ. Còn cái bà cả rách nát kia mà làm tôi đòi cho ba cái bà nọ là ai vậy? Lương tâm của mình. Mà trong cuộc sống của mình đem cái lương tâm của mình bán rẻ đi, mình mưu cầu, mình gian thương, mình hối lộ, mình tham nhũng, mình hại người, mình làm đủ thứ để mà mình kiếm những cái tô bồi cho bà Tư và bà Ba của mình. Tức là kiếm lợi, kiếm lộc, kiếm đủ thứ bằng những cái mưu tính, bằng những cái thất lương tâm. Tức là có ý đem lương tâm ra phục vụ cho những cái như vậy, làm cho cái lương tâm này nó rách nát. Một cái lương tâm đầy tội lỗi, một cái lương tâm đầy ác pháp. Cho nên mình sẽ qua bên kia thế giới với cái tâm của mình, qua bên kia thế giới, cái đó theo mình. Còn người vợ ở hiện thế cũng theo được, cái thân này của mình cũng theo được. Cuộc cải và tài sản mình tìm trăm mưu ngàn kế, làm đủ thứ thất lương tâm để mà tìm cầu, chung quy cũng vứt bỏ lại đây cho kẻ khác nó hưởng. Và mình chỉ mang theo cái thất lương tâm nó đi qua đời sau. Mà như hồi nãy mở đầu mà tôi nói rằng là đạo Phật tin cái gì cũng nhân duyên hết. Cho nên không phải do ngẫu nhiên mà mình được sinh vào một cái nhà có phước, giàu có, học giỏi, mà mình thông minh, khỏe mạnh, đâu phải ngẫu nhiên. Mà đâu phải ngẫu nhiên mà mình sinh ra một nhà nghèo cùng, rốt nát, không phải ngẫu nhiên đâu. Nhân duyên cả, nhân duyên đời trước cả, mình mới được. Ai cũng sinh ra, nếu mà mình phân tích theo khoa học thì cái thân nào cũng bằng, cũng kết hợp bởi những cái vi tế bào như vậy hết ạ. Nhưng mà tự nhiên có người nó kết hợp như vậy để thông minh. Nếu chẳng hạn như khoa học có thể nói rằng là cái óc được cấu tạo như vậy mới thông minh, cái óc cấu tạo cái kia thì nó không thông minh. Nhưng mà cớ sao cái người này cái óc được cấu tạo như vậy, mà cớ sao người khác cũng lại cấu tạo khác, mà cùng một cha cùng một mẹ. Nó ví dụ như thế. Mà hai người có thể hai ý thích, hai người có thể hai trình độ, không phải là ngẫu nhiên. Cho nên mình thấy trong đời của mình xảy ra nhan nhản nhiều sự. Nếu mình ngồi mình suy nghiệm lại, ngoài sự nghĩ của mình, ngoài sự đo lường của mình, ngoài sự ước tính của mình, 10 điều trong đời, 10 điều sóng gió trong đời, 10 điều thay đổi lớn trong cuộc đời của mình, nếu mình suy nghĩ, chắc chắn trên một nửa là ngoài cái ước tính của mình. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ thì những cái đó không phải là nhân duyên bản chất. Có như hôm nay nó cũng là cả một cái vấn đề gọi là nhân duyên vô cùng. Nhân duyên vô cùng như tôi mở đầu mà tôi mới có thể hiện diện ngày hôm nay. Chẳng hạn như tôi qua Hoa Kỳ 9 năm rồi, nhưng mà khi nhân duyên chưa hội đủ thì chưa thực hiện được. Cho nên 9 năm rồi thì năm thứ 9 mới có thể gặp quý vị Phật tử tại đây được. Phải đúng lúc đúng thời, cũng như cái hoa nó phải đúng lúc đúng thời nó mới nở, đúng thời tiết của nhân duyên. Thời tiết của nhân duyên nó chín mùi rồi thì nó mới tạo thành. Cũng như là không phải chỉ đầy đủ nhân duyên là thành, mà không phải chờ thời tiết nữa. Nhưng không phải là đủ gỗ, đủ có thợ đó rồi là thành ngay được đâu. Phải chờ tiếp, phải chờ đóng cái này kết cái kia, làm đủ cái chân cái gì ghép vô đầy đủ hết rồi thì nó mới thành quả. Mà không phải là ngẫu nhiên, mà là nhân duyên mới gặp gỡ, mới thấy được. Đấy, như vậy thì đạo Phật chỉ cho mình thấy rõ ràng rằng là cái hạnh phúc mình tìm cầu và giải quyết cho mình và cho mọi người chắc chắn không nằm ở cô ba và cô tư như câu chuyện của Ngụ Ngôn tôi mới nói, mà chính nằm ở cái bà cả. Cho nên chẳng hạn thỉnh thoảng chúng ta ở chùa có tổ chức thọ bát quan trai giới, ví dụ như vậy. Thọ bát quan trai giới đó có rất nhiều ý nghĩa, nhưng mà phải nói rõ một cái ý nghĩa quan trọng nhất, rõ ràng nhất, đó là cái trong một ngày đó mình tạm thời ly khai ba cái bà kia, hai ba và tư, để trở về với bà cả. Tức là để cho mai mốt mình có chết, bà cả của mình đến trình diện, không đến nỗi rách nát, không đến nỗi ốm ho và gầy mòn, không đến nỗi xấu xí, mà bà cả của mình có thể sẽ được xinh đẹp, sẽ được khỏe mạnh, và mình sẽ hạnh phúc trong đời sau. Trong đời sau, không phải chỉ trong đời này. Và rồi trong đời sau, nhờ mình có phước đức, có nhân duyên, mình mới lại có được cái nhân duyên để nghe Phật Pháp, để biết Phật Pháp. Và nhờ như vậy mà mình lại phát triển được thêm cái phúc đức của mình đang sẵn có một cách đúng đắn. Không phải phát triển cái phúc đức của mình bằng sự hưởng thụ để rồi sa đọa, mà phát triển nó bằng một cái sự, bằng cái đức hạnh có được, để mà luôn luôn tâm hồn của mình luôn luôn được an lạc,
thoải mái, an lạc, hài lòng, yên ổn. Đó là cái hạnh phúc tối thượng đấy. Thiếu gì cái người sống trên danh vọng, thiếu gì người sống trên tiền tài mà họ đau khổ nhiều lắm. Mà tôi nghĩ tôi không cần phải chứng minh, nhất là ở những cái xã hội này, chúng ta ai cũng biết điều đó. Cho nên vì vậy cô ba cô tư, mà ngay cả bà hai cũng chưa chắc đã làm cho mình hạnh phúc được đâu, mà chính cái bà cả của mình. Thế vì vậy đó mà Đức Phật sử dĩ mà Đức Phật phải khéo léo dùng cái thí dụ như vậy để minh chứng và để kể câu chuyện như vậy, và Đức Phật muốn chỉ cho mình thấy rõ như vậy, và Đức Phật muốn cho mình thấy được cái nhân duyên, thấy được cái nguyên nhân nào gây ra những cái sự đau khổ cho mình, và nguyên nhân nào đưa mình đến sự an lạc và hạnh phúc, để thúc đẩy mình. Nếu mà mình cho đến hôm nay đây, tôi phải nói rằng là mọi người mà hôm nay tôi gặp gỡ đây, ngồi đây, là những người trước tiên tôi cũng phải tán thán một điều rằng là có một cái phước duyên giống như Phật Pháp, cho nên mới ở một chỗ có chùa rộng rãi, có thầy hướng dẫn, và hồi đủ nhân duyên để tu học nữa, để nghe Pháp nữa. Nếu mà mình mà suy nghĩ, tại vì ở đây có thể rằng là chúng ta không có cái dịp giao du nhiều thì mình sẽ không thấy được cái phước của mình đang được hưởng. Chẳng hạn như tôi lại phải lặp lại một lần, chẳng hạn như cái kỳ tôi qua Mạc Tư Khoa, đồng bào Việt Nam đồng hương của chúng ta ở tại Mạc Tư Khoa có tới 50.000 người tại cái thủ đô Mạc Tư Khoa, 50.000 người Việt. Và một ngôi chùa không có, và dĩ nhiên tại vì ở một nước cộng sản gần 70 năm nay, làm sao có được ngôi chùa. Và bây giờ ao ước muốn lập một ngôi chùa, cho nên có thỉnh cầu chư tăng ở bên giáo hội Âu Châu, và giáo hội Âu Châu mới cử tôi qua. Bởi vì cái trách nhiệm của tôi là hoằng pháp ở Âu Châu, cho nên bên giáo hội Âu Châu mới cử tôi qua bên Mạc Tư Khoa để làm lễ và thuyết giảng. Thế thì các anh chị em ở bên đó họ cho tôi biết rằng, họ bàn tán với nhau và họ cho tôi biết rằng chỉ cần 20.000 đô la là có thể thành được một ngôi chùa tại Mạc Tư Khoa. Nhưng mà khi nói 20.000 đô la ở đây, chúng ta nghe xong cái câu 20.000, chúng ta ngồi làm thinh, còn ở kia nghe xong người nào cũng xanh mặt hết. Một số tiền quá lớn đối với lại dân Liên Xô. Bởi vì ở bên đó lương giáo sư đại học có 25 đô la một tháng, 25 đô la một tháng, và họ không thể nào tài trợ máy bay được cho một thầy từ Âu Châu qua Mạc Tư Khoa để thuyết pháp được, mà coi như giáo hội Âu Châu tự lo tự liệu bao hết, bởi vì cái tiền vé đối với họ kinh khủng quá, với cái số lương của họ 50.000 người Việt. Và mình nhìn cái đời sống ở bên đó nữa, mình thấy cái xe buýt ở Mạc Tư Khoa, rồi mình nhìn thấy cái xe buýt ở bên Hoa Kỳ, là mình thấy ngay rằng là một bên phước như thế nào và một bên thiếu phước như thế nào. Tôi sống ở bên Pháp, mà tôi nhìn xe cộ bên Pháp và tôi đã chê ghê lắm rồi, cái nào cũng bóp méo hết, là tại vì sư Pháp chạy xe ẩu lắm, cho nên không có cái xe nào là nguyên vẹn, bóp méo mà lại còn chật chội. Xe của Pháp chế thì chật, người Pháp nhỏ con cho nên ngồi chật lắm. Mà khi qua cái Liên Xô rồi á, thì tôi trở về tôi thấy xe Pháp chiếc nào cũng lộng lẫy hết á, dù là có hơi móc. Nói như thế để cho mình thấy rằng là mình có cái phước. Thế nhưng mà chưa hẳn rằng cứ nghèo là họa đâu, mà chưa hẳn là cứ giàu là phước đâu. Phước hay họa chỉ ở chỗ rằng là mình có hiểu biết thực sự không, mình có tinh tiến được không, mình có an lạc hay không, cái đó mới là phước, chứ chưa chắc. Nên nói trên cái phước mà phước hữu lậu thì chúng ta đây là khá lắm rồi, nhưng mà nói trên cái phước vô lậu, cái phước của trí tuệ phát sinh thì chưa chắc mình đã thắng đâu. Có nhiều người do vì nghèo khốn mà họ giác ngộ, có nhiều người do vì khổ sở mà họ giác ngộ, cái phước đó mới quan trọng. Cho nên cũng một lần khi tôi đi qua thăm viếng hành hương Phật tích ở bên xứ Ấn Độ, tôi đã bắt gặp rất nhiều nhà sư Tây Tạng, và tôi cảm thấy rằng ban đầu tôi nghĩ người Tây Tạng thực là vô phước, bởi họ cũng mất nước, mà họ còn mất nước kỹ hơn là người Việt chúng ta nữa, tại vì họ bị một nước khác xâm lăng và tiêu diệt dân tộc của họ. Họ bị mất nước
một cách như vậy đó, họ bị xâm chiếm một cách thô bạo như vậy đó, mà cả thế giới này làm ngơ. Cả thế giới này làm ngơ, có ai nhận lãnh người dân Tây Tạng đâu. Người dân Tây Tạng kia chỉ có nước là trú náu ở đâu bây giờ? Ẩn náu ở ở một cái xứ nghèo đói, thuộc hạng đó là thuộc hạng lớn ở thế giới này rồi, đó là Ấn Độ. Và còn được Ấn Độ bố thí cho những mảnh đất mà khô cằn để mà sinh sống. Những mảnh đất mà nóng bức, cái độ dân Ấn Độ cũng sợ nữa, mà chẳng có trồng cây cấy gì được, thì bố thí cho đó để mà ở, mà chẳng có được một sự trợ cấp nào từ Liên Hiệp Quốc, từ thế giới. Và tôi nghĩ là người dân Tây Tạng thực là hầm hiu số phận của họ. Thế khi tôi qua Ấn Độ rồi thì tôi lại thấy rằng người dân Tây Tạng quá tình và có phước, là không có một nước nào trên thế giới này đón nhận họ, nhưng mà chư Phật đón nhận. Là tại vì tôi thấy rằng ở tất cả những Phật tích tôi đặt chân đến, người dân Tây Tạng họ sống đầy ở những nơi đó. Và chính nhờ Tây Tạng mà Phật tích Ấn Độ mới còn để cho chúng ta có cơ hội qua chiêm bái. Giả sử mà Tây Tạng không có mặt ở Ấn Độ thì tôi nghĩ Phật tích có sụp đổ hết rồi, bởi Bà La Môn giáo và bởi Hồi giáo ở bên Ấn Độ. Hồi giáo đã ra công tận diệt Phật giáo tại Ấn Độ, sau khi tận diệt ở Afghanistan, tận diệt ở Indonesia, thì Hồi giáo tận diệt Phật giáo ở Ấn Độ, là đốt cháy Đại học Nalanda, đại học cổ xưa nhất của Phật giáo, tiêu diệt và giết hơn 10.000 vị tỳ kheo ở đó. Rồi đào tận gốc cái cây Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo, quẳng đi rồi đổ vôi xuống cho chết tiệt để đừng bao giờ nó mọc lên một cây khác. Và sau này được trồng một cây khác lên, cho nên cái cây hiện hữu ngay nơi cái chỗ mà Kim Cương Tòa của Đức Phật ngồi để thành đạo, cây Bồ Đề bây giờ vẫn sổ sổ, nhưng đó là một cây Bồ Đề sau này, chứ không phải là cây Bồ Đề nguyên thủy nữa rồi, bởi vì bị Hồi giáo tận diệt đi. Thế thì bây giờ tiếp đến thì Ấn Độ giáo không hung dữ như vậy, nhưng mà họ xâm lăng, tức là tự nhiên trong cái khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng, tự nhiên họ xây một cái tháp của Ấn Độ giáo lên. Rồi tại vì chính phủ cũng theo Ấn Độ giáo, dân chúng theo Ấn Độ giáo. Sứ Ấn Độ mình có thể nói là sứ Phật, nhưng mình cũng có thể nói là sứ ngoại đạo. Sứ Phật là bởi Đức Phật đản sinh ở đó, nhưng thực sự sứ Ấn Độ hiện tại là sứ ngoại đạo. Mình sẽ không tìm ra một Phật tử nào hết, toàn là ngoại đạo không, toàn là Bà La Môn giáo không. Và thế rồi thì người Tây Tạng đến đó, và người Tây Tạng lưu trú và ở đó, chẳng hạn như ở Khổ Hạnh Lâm, ở rừng Khổ Hạnh, thì hiện tại mọc lên một ngôi chùa Tây Tạng. Mà mọc lên ngôi chùa Tây Tạng là bởi vì có một vị Geshe Tây Tạng, tức là mình có thể nói một vị thượng tọa của Tây Tạng, đã đến đó ngồi tu trước cái hang Khổ Hạnh của Đức Phật. Và vì đó ngồi ở đó tu, tham thiền và trì chú, và nhất định không có xuống núi. Và vì đó sống bằng gì? Sống bằng sự cúng thí của thập phương, của mọi người Phật tử các nước như Đài Loan, như Hồng Kông, như Nhật Bản, như Việt Nam đi hành hương, và họ cúng dường cho ông vị Geshe nói trên. Và bây giờ ngài ta đã qua đời rồi, và khi mà ngài ta lấy cái của cúng dường bố thí nó lập nên cái chùa nhỏ, và bây giờ phát triển thành cái chùa to tại Khổ Hạnh Lâm, nơi cái động mà tu khổ hạnh của Đức Phật năm xưa. Và trước gần bên cạnh cái động nó được xây cái tháp kỷ niệm, cái tháp đó của vị Geshe Tây Tạng nói trên. Thế thì khi tôi qua, tôi mới chứng kiến rằng là cái công đức của người dân Tây Tạng. Người dân Tây Tạng họ góp phần vô xây cất, trùng tu lại những cái di tích đó bằng cách họ làm công quả. Họ lấy đầu, họ đuổi gạch, họ không có ôm gạch trong nách, họ không có khiêng gạch một cách bình thường, họ toàn là đội trên đầu không. Tại vì họ nghĩ mỗi viên gạch đó là một phần của ngôi tháp thờ Đức Phật, cho nên họ kính trọng đến độ họ đội trên đầu không, người dân Tây Tạng. Và vì như vậy tôi nghĩ rằng là họ có cái phước duyên vô cùng, là bởi vì tôi chỉ một lần đi thăm Phật tích đó thôi, tôi đã thấy cái sức mạnh tâm linh, rằng là ngay trong Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Phật thành đạo, toàn là những bác lớn tuổi, chẳng bao giờ ngồi thiền nổi. Ấy vậy mà khi thượng tọa Thánh Thiện ở bên Pháp hướng dẫn mấy bà bác đó đến ngồi tham thiền ở dưới cái cội Bồ Đề nó trên, ở bên cạnh cái Kim Cương Tòa của Đức Phật, mấy bà bác đã ngồi một tiếng đi chơi, và bác nào cũng ngạc nhiên và bảo không hiểu, không tưởng tượng tại sao có thể ngồi một tiếng như vậy được, mọi khi chỉ 15 phút là muốn chết rồi. Và rồi ngoài ra tôi thì có cái thói quen rằng là chuyên môn lạy sám hối, cho nên tôi có thể lạy được một lần rất nhiều,
Nhưng mà có một bà bác đi theo tôi. Thì bà bác đó, bà đó cũng đã lạy theo tôi. Và khi tôi lạy vậy thì tôi chẳng có đến, mà tôi cứ lạy thôi, cứ đảnh lễ trước cái gốc cây Bồ Đề đó. Và bà bác đã lạy theo tôi như vậy 2 tiếng rưỡi đồng hồ liên tục. Và bà bác cũng ngạc nhiên và sửng sốt, bảo là hồi xưa lạy Hồng Danh Bảo Sám 88 vị Phật mà lạy xong là muốn xỉu, mà bây giờ có thể lạy liên tục như vậy. Nó có một cái sức, một cái lực rất là mạnh. Mà đến đó người già có nít, đàn bà, đàn ông, kể cả Mỹ rất nhiều, họ trải những tâm ván, họ lạy dài ra theo lối Tây Tạng. Kia một góc người chỉ chú, kia một góc người nhất bộ nhất bái, rồi đằng kia thì người tụng kinh Pali, đằng này người tụng kinh Việt Nam. Một ngôi chùa, một đạo tràng không có trụ trì, nhưng kỷ luật nhất, và đại chúng đồng tu. Và tôi chỉ thấy như vậy. Và thập phương chúng sinh, nghĩa là xứ nào cũng có, Đài Loan, Việt Nam, Tích Lan, Ấn Độ, Tây Tạng, Mỹ, Pháp, đủ hết hạng người. Mà ai nấy đến đó đều tu, và không ai quấy rầy ai hết. Mỗi người tụng kinh một đường một kiểu, mà không ai phiền nhiễu ai hết. Nó có cái hay như vậy. Cứ tờ mờ 5 giờ sáng khi cái cổng của Bồ Đề Đạo Tràng được mở, thì mọi người ta vào trong đó người ta tu niệm. Và tôi thấy rằng người dân Tây Tạng họ được ở ngay đó, họ được chiêm bái mỗi ngày, họ được đảnh lễ mỗi ngày. Thì tôi nghĩ quả là một cái phước đức vô cùng, quả là một cái phước báu vô song. Cho nên chưa hẳn, như hồi nãy tôi nói, chưa hẳn mình có ngũ dục nhiều là mình hạnh phúc đâu. Nhiều cái ngũ dục lại dẫn mình đến cái sự phiền lụy và đau khổ. Cho nên chính cái hạnh phúc hay không là ở cái sự rằng là, ở cái sự trí tuệ có phát triển không, từ bi có phát triển hay không. Một người không có trí tuệ, không có từ bi, người đó sẽ tham dục khởi. Và khi tham dục khởi sẽ như bà Thanh Đề, tham dục khởi sẽ như đứa bé rớt một đồng tiền xuống dưới miệng cống. Khi tham dục khởi thì cũng sẽ khổ sở, giống như ông trưởng lão, sẽ lầm lẫn giống như ông trưởng lão tôi mới kể chuyện. Thế thì cái hạnh phúc đến với mình có được hay không, cái phúc đức đến với mình hay không, chính rằng là trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng thể quan sát, mình chiêm nghiệm, quan sát chiêm nghiệm để mình rút tỉa được bài học hay, để mình có thể biết được cái nguyên nhân chính đưa đến cái đau khổ, và nguyên nhân chính để đưa đến sự an lạc. Nguyên nhân chính để đưa đến sự an lạc của Đức Phật đề ra chính là tinh thần của từ bi và trí tuệ. Không có từ bi, không có trí tuệ, con người ta không thể an lạc được. Vũ dục không thể đem đến an lạc, chỉ có từ bi và trí tuệ mới đem đến an lạc. Như hồi nãy tôi đã dẫn chứng rất nhiều, khi mình đau khổ, khi mình rối ren ở trong lòng, mình không thể sử dụng vũ dục để giải quyết những cái rối ren, những cái cay đắng của đời sống mình bằng ăn, bằng uống, bằng hưởng thụ được. Mà bây giờ mình không thể ăn uống và hưởng thụ được nữa, mà mình chỉ giải quyết nó bằng cái từ bi và trí tuệ. Xoa dịu phần nào cái đôi đen, cái đau khổ đó bằng từ bi. Từ bi của những người xung quanh mình. Chẳng hạn khi một người vợ đau khổ thì người vợ đó có thể xoa dịu được bằng cái sự từ bi của người chồng, sự an ủi người chồng. Hay khi một người chồng thất trí, thất vọng, người chồng đó có thể xoa dịu phần nào bởi cái tâm từ bi của người vợ. Xoa dịu sự thông cảm, sự chiều mến, sự chia sẻ. Những cái thứ đó có thể xoa dịu được cho mình cái đau khổ trong lòng, cái cay đắng trong lòng. Chứ không phải bà vợ đó nói trên đi nấu cơm cho ngon để cho người chồng hết đau khổ. Không phải, mà chính bằng những cái cử chỉ, những lời lẽ, những hành động san sẻ, thông cảm, giúp đỡ, chiều mến, yêu thương. Những cái thứ đó nó mới làm cho người kia lắng dịu xuống được. Mà mình thử nghĩ coi cái sức từ bi từ những người khác mà còn có thể làm cho mình vơi đau khổ, huống hồ là nếu từ mình phát sinh cái từ bi đó ra thì chắc chắn mình đau khổ. Thôi thường mình đau khổ là mình nghĩ là tôi phải thiệt thòi, tôi phải chịu đựng, tôi phải ức qua, tôi chịu nghĩa là lỗ. Thế nhưng mà khi mà mình phát sinh cái từ bi thì mình chịu những sự đó như trời. Thế mình cứ chiêm nghiệm con người mẹ chịu đựng mấy cái vấn đề mà thiệt thòi, cay đắng trong cái công việc nuôi con, chịu đựng một cách dễ dàng vô cùng. Mà nếu người mẹ không có cái tâm tình thương sinh ra với con cái, người mẹ không cách gì chịu đựng được. Cho nên mình đây mình không chịu đựng được những người xung quanh mình là bởi mình không có tình thương đối với họ. Cho nên họ chạm mình một cái là mình không tha thứ rồi. Họ chạm mình một cái là mình đau khổ nổi dậy. Nhưng nếu mình có tình thương như người mẹ đối với con thì mình chịu được. Cho nên người mẹ con cái có như thế nào chăng nữa cũng không làm suy xuyển cái tình thương của người mẹ. Người mẹ vẫn thương, vẫn đùm bọc con cái như thường, vẫn tha thứ một cách dễ dàng như thường, là bởi vì người mẹ phát sinh tình thương, mà người mẹ có sức chịu đựng những cái thiệt thòi, những cái
nghịch cảnh như vậy, nếu mà gặp một đứa con ngỗ nghịch, người mẹ vẫn có thể chịu đựng được. Là do vì mình thấy như vậy, thế nhưng khi mà mình phát sinh được một cái tình thương ra, thì mình sẽ thấy mình có thể được, mình sẽ chịu đựng được hết. Khi mình nhìn mọi người với một cái tình thương như vậy, thì mình không bao giờ trái tai và gai mắt người nào hết ạ. Mình không có muốn gây gổ người nào hết, mình chịu đựng được hết. Và mình đều thương. Và mình nghĩ con người ta thật là dại khi mà người ta nghĩ rằng được thương là một sự hạnh phúc. Cho nên cũng có một Phật tử hỏi tôi rằng là: Thầy có vui, thầy có thích không khi nếu mà thầy đi đâu mà Phật tử cũng thương mến thầy? Chưa hẳn đâu. Tôi nghĩ có lẽ một người bình thường thì sẽ thấy đó là hạnh phúc, nhưng mà một người học Phật thì chưa chắc. Tại vì nếu mà mình nghĩ rằng là mọi người thương mình là mình hạnh phúc, tức là mỗi người cho mình một chút tình thương, mỗi người cho mình một chút tình thương, mình gom góp mỗi người một chút để mình làm giàu tình thương cho mình và mình hạnh phúc. Thì như vậy mình đâu có thiếu tình thương đâu mà để mình phải đi gom góp lại. Như vậy thì hồi nào mình hạnh phúc. Nên có một cái cô bé Phật tử nọ ở bên chùa Khánh Anh và đã than phiền với tôi vì nghĩa là bị tôi la mắng và than phiền tôi bằng là nhà con mà ba má đã không thương rồi, đến chùa mấy thầy cũng không có thương chút nào, la mắng om sòm hết đó. Rồi cái cô bé nó bèn khóc và bảo là đời con nó thiếu tình thương. Và tôi mới la là tôi bảo là chứ người Phật tử không có bao giờ mà nói câu là đời tôi thiếu tình thương là tại không có ai thương tôi hết. Cái đó là cái lý luận của người thiếu học Phật. Còn người học Phật thì chỉ lý luận là đời tôi thiếu tình thương. Tại sao? Tại vì tôi thấy là tôi không có thương nổi ai hết ạ. Đó mới là người thiếu tình thương. Còn ai thương tôi thì mắc gì tôi thiếu tình thương. Tôi như mình đâu thể nào nói là tôi thiếu tiền bạc, không ai cho tôi tiền, quá tiền của mình xài tiền, ai xài còn ai cho thì kể người ta, còn tiền của mình có thì mình lo gầy dựng tiền mình chứ, mình lo tiêu tiền mình chứ. Thế thì tình thương mình đâu có thiếu, tại sao mình phải người ta cho mình, còn người ta không cho mình và mình thiếu tình thương. Người Phật tử phải lý luận này nè, và tôi thấy tôi phải tu, tôi phải đi sám hối là bởi vì con người tôi nó thiếu tình thương nhiều quá. Hỏi tại sao? Và tại vì tôi không có thương nổi ai hết. Tôi thấy ai tôi cũng muốn gây, và tôi thấy ai tôi cũng khó chịu với người ta cả. Cho nên biết tôi thiếu tình thương. Mình phải đi xin anh này một chút tình thương, chị nọ một chút tình thương, bác kia một chút tình thương, để lại về làm giàu cái tình thương cho mình. Thật ra mình có cả một đống tình thương trong lòng mà. Bây giờ không người nào cho mình tình thương, mình cũng đâu có thiếu tình thương. Không tình thương thử coi.